Đây, trên tay tôi đang cầm con bột củi này, các bạn thấy đang bật này, đấy, 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 con bột củi này toàn thân là đen tuyền, thì các bạn, toàn thân đen tuyền nó bật, bột củi rất là khỏe, thì các bạn đi xem, đấy. Con bột củi mới đang bật này, đấy, các bạn nghe thấy âm tâm thành đấy. Bổ xuống bàn rất là khỏe. Các bạn muốn mua cái con bột củi liên hệ chúng tôi qua số điện thoại 0932340345. Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp toàn bộ một số thảo dược khác theo yêu cầu đặt hàng của các bạn. Đặc biệt chúng tôi có các loại như tầm gửi gạo, tầm gửi dâu, tầm gửi nghiến, sâm khao, chuối hột, hà ma công, ba kích và các loại thảo dược tốt khác. Bạn yên tâm, mặt hàng chúng tôi sẽ có những mặt hàng chất lượng rất tốt, giá thành phù hợp. Xin cảm ơn các bạn. Xin giới thiệu với các bạn, đây là con bổ củi. Đây các bạn nhìn xem nó còn sống nguyên. Tôi chỉ lấy vài con này quay video để các bạn. Con bổ củi của chúng tôi, nó các bạn nhìn xem. Cái bóng đấy, rất khỏe. Thì lấy ra mấy con này nó sẽ nhảy lung tung. Đây là con bổ củi của chúng tôi. Và các bạn cùng với tôi sẽ đi xem các cái tác dụng của con bổ củi này nhé. Khỏe như bổ củi, loại thần dược ông uống bà khen. Bổ củi là một loại côn trùng sống trong ngọn cây ô môi, dài chừng 3 cm, toàn thân đen tuyền, đầu nó dài bằng 1/3 thân và cực khỏe. Khi đẻ tay lên đuôi, con vật sẽ liên tục bổ củi, nghe tiếng cốc cốc, lật ngửa, con bổ củi sẽ tì đầu búng lên trên cao khoảng 30 cm rồi ngay lập tức úp ngược lại, nhanh nhẹn bỏ đi. Loài bổ củi này có sức mạnh lạ thường. Bổ củi từ xa xưa đã được pha để là bài thuốc có công dụng tăng cường sức lực cho giới mày râu, có thể nói là thần dược ông uống bà khen. Bổ củi thường được dùng để ngâm rượu cho các quý ông. Cách ngâm rượu bổ củi cũng rất đơn giản. Bắt con bổ củi về, rửa sơ qua nước lạnh, sau đó bắt chảo lên rang cho nó vàng, rồi cho vào bình ngâm rượu. Thường người ta ngâm rượu bổ củi riêng một bình và ngâm thêm một bình các vị thuốc như độc hoạt, hoàng phong, cây huyết tàng, đắt sâm, xuyên khung, bạch linh, mỗi vị một ít. Ngoài ra cũng có thể ngâm chung các vị thuốc trên hoàng phong, cây huyết tàng, đan sâm, xuyên khung, bạch linh, ngâm chung với những bổ củi. Rượu ngâm trên dưới 100 ngày là ta có thể dùng được. Thường ta ngâm 100 ngày. Rượu bổ củi có tác dụng bổ dương, tăng cường sinh lý, trị di tinh, liệt dương, sinh lý yếu. Các bạn muốn mua con bổ củi hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0932340345. Xin nhắc lại 0932340345. Tạm biệt các bạn.